triệu lộ tư ngó lơ ngô lỗi sau khi tinh hạt sản lạn kết thúc hay sao cặp đôi ngô lỗi và lộ tư vừa có dịp tái hợp sau thành công của tinh hà sản lạn đối đầu với trầm vụn hưng phai của dương tử thành nghị tinh hạt sản lạn là phim cổ trang hoa ngữ được yêu thích nhất thời gian vừa qua mới đây hai diễn viên chính của phim triệu lộ tư và ngô lỗi khiến mạng xã hội bùng nổ khi tái hợp trong một sự kiện lớn trong đó phản ứng của cặp đôi khi bất ngờ chạm mặt nhau gây sốt vì quá thân thiện và đáng yêu thậm chí khung cảnh ấy còn khiến khán giả ngỡ như mình đang xem tinh hạt sản lạn Điều này còn đập tan những tin đồn râm ran mấy ngày qua về việc cặp đôi ngỏ lơ nhau sau khi phim kết thúc. Vào tối ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhiều gương mặt đình đám của Cbiz đã tề tiệu tại một sự kiện lớn của thương hiệu mà họ đang hợp tác. Bên cạnh những hoa đán hàng đầu Cbiz, sự xuất hiện của Dương Dương lộ từ ngô lỗi cũng được chú ý không kém. Đây là bộ ba diễn viên tài sắc đã làm nên thành công của hai siêu phẩm truyền hình Tinh Hà Sản Lạn và Tranh Thiên Hạ. Đặc biệt sau màn tạo dáng trước ống kính, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ chạm mặt nhau trong khuôn viên sự kiện. Khoảnh khắc cặp đôi gặp gỡ nhau đã được người qua đường ghi lại lan truyền trên truyền thông. Trong ảnh Lộ Tư gây sốt khi vẫy tay ngoái chào Ngô Lỗi, kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Ngô Lỗi dường như vừa đi lướt qua chỗ Lộ Tư nên đã ngoái lại và nói chuyện với cô. Ngay sau khi hình ảnh trên được lan truyền, cụm từ Triệu Lộ Tư vẫy tay chào tạm biệt Ngô Lỗi đã đạt top 1 hot search Weibo và nhận được lượt bàn luận khủng của cộng đồng mạng. Bên cạnh việc ca ngợi nhan sắc ấn tượng được vì như hoàng tử công chúa của Ngô Lỗi và Lộ Tư, công chúng còn dành lời khen cho mối quan hệ tốt đẹp của cặp đôi. Ngoài ra có người còn bày tỏ rằng, nhìn Lộ Tư và Ngô Lỗi tương tác, họ cảm giác như được xem lại chemistry của họ trong tình hàn sản lạn. Vì thế công chúng quyết định cải lại phim và kỳ vọng cặp đôi sẽ tái hợp trong một dự án phim thanh xuân vườn trường. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại